thơ sống trong lòng thân mẫu. Tuổi xuân đơn sơ trong sáng như vầng trăng, con nương náu trong trái tim mẹ yêu dấu. Một đời êm vui trong nắng xuân cứu độ, sống trong mẹ con sống trong mùa xuân. Ơn cứu độ năm tháng lúa dâng tràn, sống với mẹ con bước đi bình an. Chính mẹ là mùa xuân cho đời con, như tia nắng xuân chiếu soi người dương thế. Đời con tươi xinh khi nếm trong lòng mẹ, như muôn tiếng chim hót khi mùa xuân tới. Đoàn con hân hoan hòa tấu kinh ca ngợi, sống trong mẹ con sống trong mùa xuân. Ơn cứu độ năm tháng lúa dâng tràn, sống với mẹ con bước đi bình an. Chính mẹ là mùa xuân cho đời con. Trong lòng thân mẫu, tuổi xuân đơn sơ trong sáng như vầng trăng, con nương náu trong trái tim mẹ yêu dấu. Một đời êm vui trong nắng xuân cứu độ, sống trong mẹ con sống trong mùa xuân. Ơn cứu độ năm tháng luôn dâng tràn, sống với mẹ con bước đi bình an. Chính mẹ là mùa xuân cho đời con, như tia nắng xuân chiếu soi người dương thế. Đời con tươi xinh khi nếm trong lòng mẹ, như muôn tiếng chim hót khi mùa xuân tới. Đoàn con hân hoan hòa tấu kinh ca ngợi, sống trong mẹ con sống trong mùa xuân. Ơn cứu độ năm tháng luôn dâng tràn, sống với mẹ con bước đi bình an. Chính mẹ là mùa xuân cho đời con, như em bé thơ sống trong lòng thân mẫu. Tuổi xuân đơn sơ trong sáng như vầng trăng, con nương náu trong trái tim mẹ yêu dấu. Một đời êm vui trong nắng xuân cứu độ, sống trong mẹ con sống trong mùa xuân. Ơn cứu độ năm tháng luôn dâng tràn, sống với mẹ con bước đi bình an. Chính mẹ là mùa xuân cho đời con, sống trong mẹ con sống trong mùa xuân. Ơn cứu độ năm tháng luôn dâng tràn, sống với mẹ con bước đi bình an.
Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý khán thính giả. Cẩm Yến xin kính chào cha Quảng, sơ Thùy Linh, Bích Hạnh và Mai Hương. Bài hát Mẹ là mùa xuân cứu độ của linh mục nhạc sĩ Phương Anh đã mở đầu chương trình lời ca nguyện cầu. Trong tâm tình con Thảo yêu kính dâng những lời ca ngợi mẹ tươi thắm nhất của tháng năm. Dạ thưa cha, con có một thắc mắc là tại sao tháng 5 lại được chọn là tháng dâng kính cho Đức Mẹ? Cha có thể giải thích cho chúng con và quý khán thính giả được biết không dạ thưa cha? Đúng vậy đó Bích Hạnh. Một năm có đến 12 tháng, mà tại sao lại không có chọn tháng nào khác mà lại chọn tháng 5? Bích Hạnh đặt câu hỏi rất hay. Trước hết chúng ta để ý rằng các nước Bắc bán cầu như Hy Lạp, La Mã thời xưa và các nước Bắc Âu, Bắc Mỹ thời nay thì tháng 5 là tháng của mùa xuân, khi sự sống mới bừng lên và tỉnh giấc sau giấc ngủ của mùa đông giá lạnh dài. Muôn hoa đua nở và đất trời rực rỡ xinh tươi. Chính vì vậy mà từ nhiều thế kỷ trước, các nước cổ La Mã và Hy Lạp đã có truyền thống chọn tháng 5 để mừng kính nữ thần Flora và Artemis là nữ thần của hoa và sự sinh sôi nảy nở. Trong khi đó, lòng kính yêu Đức Trinh Nữ Maria cũng đã phát triển và trở thành một truyền thống mà trong đó 30 ngày được dành riêng để kính dâng mẹ, gọi là Trigesimum. Sau khi đạo Kitô giáo được trở thành quốc giáo trên khắp đế quốc La Mã, thì những truyền thống về các thần của Hy Lạp và La Mã được mặc thêm niềm tin Kitô giáo, vì mẹ cũng như chính là vị nữ thần Artemis và Flora mới cho người Hy Lạp và La Mã. Vậy cứ như vậy, tháng 5 là tháng tươi đẹp nhất của năm đã được chọn để dâng kính mẹ. Vì mẹ chính là mùa xuân của ơn cứu độ, đã sinh ra đấng cứu độ, cứu thế cho trần gian đó. Dạ vâng, và truyền thống này đã được đón nhận một cách nồng nhiệt khi được du nhập vào Việt Nam, và lòng yêu kính Đức Mẹ đã rất nhanh chóng bát rễ trong lòng những người Công giáo Việt vốn đã thấm nhuần tinh thần hiếu đễ với mẹ cha. Vì vậy, tháng 5 luôn là một tháng đặc biệt tại các giáo xứ với những hoạt động dâng hoa, rước kiệu, tưng bừng khắp nơi. Dạ, Mai Hương thì cũng không bao giờ quên được những cái kỷ niệm của tuổi thơ mỗi khi tháng 5 về được chọn múa dâng hoa Đức Mẹ, mặc áo đẹp nè, cầm hoa đẹp nè, và cả giáo xứ rất là rộn ràng, tràn đầy màu sắc rực rỡ của những bông hoa tươi thắm và những chiếc áo đủ màu. Mà cả bây giờ nữa đó Mai Hương ơi, từ khi Trung tâm Thánh Mẫu La Vang tại Melbourne chúng ta được khánh thành, thì cứ 2 năm chúng ta lại có dịp hội tụ về trung tâm và đã cùng làm văn nghệ, diễn nguyện nè, giữ tâm, giữ tĩnh tâm và cũng như thánh lễ và dâng hoa tôn kính mẹ nữa. Rồi cũng vào năm trước, chúng ta đã khánh thành Linh Đài Đức Mẹ ở giáo xứ mình nữa. Cảm Yến thấy rất là bận rộn, nhưng mà thật là linh thiêng và tràn ngập niềm vui đó ạ. Dạ vâng, em cũng thấy vậy. Lúc đó Bích Hạnh còn nhỏ đó, rất là mong tháng năm về để được dâng hoa cho Đức Mẹ. Bích Hạnh cũng nhớ có lần Bích Hạnh về Việt Nam, Bích Hạnh được đến thăm linh địa La Vang, thì cảm xúc thật là đặc biệt. Nghĩ đến Đức Mẹ, Bích Hạnh luôn cảm thấy ấm áp, gần gũi, thân thương, an toàn và như được mẹ chở che. Wow, đúng rồi. Người mẹ luôn là một người thân thương và che chở cho con. Mẹ Maria lại là người mẹ trên trời của cả nhân loại, nên tấm lòng yêu thương và sự che chở của mẹ dành cho chúng ta thật không bút nào tả xiết. Những biến cố mà mẹ hiện ra khắp nơi trên thế giới, trải dài suốt lịch sử của đạo Công giáo, ngay từ những thế kỷ đầu tiên của giáo hội, không thể không nói với chúng ta rằng sự quan tâm, yêu thương và chở che của con cho con cái mẹ nó lớn lao đến giường nào đó. Dạ vâng thưa cha, theo con hiểu, không ai biết
hay là thống kê được hết các lần mẹ hiện ra. Nhưng con cũng tìm được một tài liệu khá thú vị ở Đại học Dayton ở tiểu bang Ohio về những lần Đức Mẹ hiện ra trong thời hiện đại. Theo tài liệu này thì chỉ nội trong thế kỷ 20 cho đến năm 2011 đã có tới 386 nơi mẹ hiện ra được ghi nhận. Đó là chỉ được ghi nhận thôi. Và nhưng chúng ta biết là giáo hội thì rất cẩn trọng trong việc công nhận phép lạ. Cho nên trong con số 386 này thì giáo hội chỉ mới công nhận đã có hiện tượng siêu nhiên xảy ra là 7 nơi mà thôi. Đó là Fatima ở Bồ Đào Nha, Borain ở Bỉ, Bano cũng ở Bỉ, Akita ở Nhật, Syracuse ở Ý, Zaytun ở Ai Cập và Bethania ở Venezuela. Cộng thêm 11 nơi khác nhau thì chưa được giáo hội chính thức công nhận nhưng đã được các đức giám mục sở tại cho phép khách hành hương đến cầu nguyện và kính viếng. Wow! Mấy Hương chỉ nghe biết những cái linh địa nổi tiếng như là Lộ Đức, Fatima, Mễ Du và sau này biết thêm về Guadalupe. Chứ chưa có hề biết những cái địa danh mà Selin mới kể ra hay là cái số lần mà Đức Mẹ hiện ra nhiều đến như vậy. Sơ có thể chia sẻ thêm cho mọi người cùng nghe về những sự kiện này được không ạ? Dạ, cảm ơn Mai Hương. Nếu mà Sơ chia sẻ hết 7 sự kiện ở trên thì chắc mọi người đói bụng xỉu hết rồi. Cho nên có lẽ chỉ xin kể lại về sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Zaytun thôi. Tại vì sự kiện này cũng đặc biệt lắm mà lại chưa được nhiều người công giáo mình biết. Nếu so sánh với biến cố Fatima thì biến cố ở Zaytun còn lớn hơn về số lần mẹ hiện ra và số người được chứng kiến nữa đó. Nhưng nhiều người công giáo không biết, có lẽ vì nó xảy ra tại một nhà thờ của giáo hội chính thống Coptic, không phải là nhà thờ công giáo. Và Ai Cập thì lại là một quốc gia Hồi giáo gần như toàn tòng, 85-95% Hồi giáo. Cái biến cố Đức Mẹ Zaytun này xảy ra từ năm 1968 đến năm 1971, tức là cũng rất là gần đây. Nhưng mà thực sự thì nó đã được bắt đầu từ năm 1920, cũng có nơi viết là 1918. Năm đó thì có một tín hữu Kitô giáo Coptic là ông Tawi Khalim Ibrahim đã được Đức Mẹ hiện ra trong một giấc mơ và yêu cầu ông xây một thánh đường dâng kính mẹ trên mảnh đất mà ông sở hữu, mà ông đang định xây một khách sạn ở đó. Mẹ hứa sẽ ban phép lạ tại ngôi thánh đường này trong khoảng 50 năm nữa nếu ông làm theo lời mẹ. Thế là ông vâng lời mẹ và đã bỏ dự án khách sạn để xây nhà thờ. Và thế là ngôi thánh đường St. Mary của Zaytun, là một vùng ngoại ô của thành phố Cairo, đã ra đời và hoàn thành vào năm 1925. Và Đức Mẹ đã giữ đúng lời hứa. Lúc khoảng 8 giờ 30 tối ngày 2 tháng 4 năm 1968, một người tên là Farouk Mohamed Adwa là một người thợ máy, người Hồi giáo, vừa xong ca và chuẩn bị về nhà. Và khi bước ra ngoài thì anh hoảng hốt trông thấy một người nữ đang đứng trên nóc mái vòm cao nhất của ngôi nhà thờ gần đó. Tưởng là cô này định nhảy lầu tự tử nên anh ta vội vã la lên: "Này cô, đừng nhảy!" Nhưng không lâu sau đó thì một đám người đã nhanh chóng tụ tập trước nhà thờ. Và chẳng mấy chốc sau, mọi người nhận ra đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. Thế là suốt 3 năm từ ngày lịch sử đó cho đến ngày 29 tháng 5 năm 1971, Đức Mẹ đã hiện ra hầu như hàng tuần trên nóc ngôi nhà thờ Coptic St. Mary ở Zaytun.
người ta kéo đến xem phép lạ ngày càng đông. Ước tính có đến hàng triệu người, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, tuổi tác hay bất cứ điều gì, đã được trông thấy mẹ ở Zaytun. Lúc cao điểm, có đến 250.000 người đã tụ tập ở Zaytun hàng đêm để được chứng kiến mẹ hiện ra. Mặc dù hiện ra nhiều như vậy, nhưng mà mẹ không nói gì cả. Nhưng mà mẹ lại làm những cái nhiều cái cử chỉ khác nhau, như là cúi đầu hay quỳ cầu nguyện trước cây thánh giá trên nóc thánh đường. Có khi mẹ mỉm cười và giơ tay ban ơn lành cho những người bên dưới. Có khi tay mẹ cầm cành ô liu. Có khi mẹ bồng Chúa Hai Đồng, hoặc mẹ hiện ra với Thánh Giuse hay là thiếu niên Giêsu. Khi hiện ra, toàn thân mẹ luôn tỏa ánh hào quang màu trắng và xanh lơ, đôi khi là màu đỏ, đúng như những màu có ý nghĩa đặc biệt liên hệ đến mẹ mà chúng ta đã biết. Chung quanh mẹ, đôi khi có những đám mây sáng hay những con chim bồ câu rực sáng bay quanh. Nhiều người đã ngửi được mùi hương thơm ngát trong những đêm mẹ hiện ra, và rất nhiều người đã nhận được ơn chữa lành cũng như ơn trở lại đạo. Chính anh thợ máy Farouk Mohammed Adwa có ngón tay bị thương và đã được lên lịch để cắt bỏ ngay cái ngày hôm sau khi mà anh thấy mẹ. Thì khi mà anh giơ ngón tay lên rồi chỉ về cái cô mà anh nghĩ là sắp sửa nhảy tự tử, thì ngón tay đó đã được chữa lành tức thì. Ồ, anh ấy thật là may mắn. Em thật không dám ước ao được phép lạ như thế. Nhưng chỉ một lần chiêm ngắm mẹ thì chắc là sung sướng đến ngất đi rồi. Đúng rồi, Đức Bích Hạnh ơi, Cẩm Yến cũng hoàn toàn đồng ý với Bích Hạnh đó. Mà Cẩm Yến cũng không ngờ có một biến cố Đức Mẹ hiện ra lớn đến như vậy. Có đến cả triệu người được thấy và kéo dài đến cả 3 năm mà mình không được biết. Nhưng thấy mẹ làm nhiều cử chỉ đặc biệt quá, không biết những cử chỉ này có ý nghĩa gì không ạ? Dạ, Cẩm Yến đặt câu hỏi sâu sắc mà cũng không có dễ trả lời đâu. Chắc con xin cha Quảng trả lời câu hỏi này được không ạ? Wow. Chắc cha Quảng cũng giống như Sơ Linh. Và Sơ Linh nói đúng đó. Vì mẹ không có nói gì trong cái biến cố này nên chúng ta không hiểu rõ ý mẹ như trong các biến cố ở Fatima hay Lộ Đức. Tuy nhiên cũng có một số chi tiết đáng chú ý. Thứ nhất, đó là Zaytun được tin là một trong những nơi mà Thánh Giuse đã đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu đến trên con đường lánh nạn vua Herode tàn sát trẻ sơ sinh, nên người ta nghĩ rằng Đức Mẹ có thể chọn cái nơi này để kính nhớ lại cái sự kiện này và cũng để cảnh tỉnh chúng ta phải bảo vệ các trẻ em sơ sinh. Tác giả Emmett O'Regan nhận xét rằng vào những năm 68-71 chính là những năm mà việc phá thai được hợp thức hóa tại Anh, Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới. Sự kiện trốn qua Ai Cập cũng nhắc cho chúng ta những cái gian truân khốn khó mà gia đình thánh gia ngày xưa và những người tị nạn ngày nay đang phải chịu đựng. Như chúng ta biết, vấn đề di dân và tị nạn là một trong những vấn nạn lớn của thời đại chúng ta ngày hôm nay đó. Và thứ hai, thời điểm mẹ hiện ra và việc mẹ cầm cành ô liu, dấu chỉ của hòa bình, cũng như mẹ có thể là ý của mẹ muốn đem lại cái hòa bình trong cái bối cảnh chiến tranh lúc bấy giờ đang sôi sục giữa Do Thái và các nước Ả Rập do cái khủng hoảng của kinh đào Suez. Thực tế thì tình hình Trung Đông đã xoay chuyển một cách ngoạn mục trong thời gian này, từ cái cuộc thảm bại của Ai Cập, Jordan và Syria trước Do Thái trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967, sang chuyến viếng thăm Do Thái đầy kinh ngạc của Tổng thống Ai Cập Sadat vào cuối năm 1977, rồi hiệp ước
trại David, Camp David Accords, lịch sử được ký vào tháng 9 năm 1978. Đây chính là hiệp ước đã đặt nền móng cho một cuộc hòa bình lâu dài giữa Do Thái và Ai Cập cho đến ngày hôm nay đó. Và ngoài ra, việc mẹ hiện ra tại một quốc gia Hồi giáo còn có trong thời điểm của phong trào Hồi giáo cực đoan đang bành trướng, có thể cũng là một nỗ lực hòa bình và chở che cho con cái của mẹ. Mẹ đã cho rất nhiều người và tất cả mọi người được thấy mẹ, dù là người Ai Cập hay ngoại quốc, Cô Tích hay là Công giáo, Tin lành hay Hồi giáo, và cả những người vô thần hay theo chủ nghĩa Marxist cũng được thấy mẹ. Vì biến cố này quá lớn, có tính cách đại chúng và có những tiếng vang và ảnh hưởng sâu rộng, không những chỉ trong giáo hội Cô Tích mà giáo hội Công giáo cử người thanh tra để thẩm định tính xác thực của biến cố này. Cả chính phủ cũng đã làm như thế. Thậm chí họ còn cho cắt ngọn điện của Zetun trong nhiều ngày để chắc chắn là người nữ bằng ánh sáng và những đám mây hay con chim phát sáng đó không do một nguồn ánh sáng nhân tạo nào làm ra. Chính Tổng thống Ai Cập là Nasser, một người thân cộng và kỳ thị Kitô giáo, cũng được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra và bị chinh phục, nên sau đó ông đã có thái độ hoàn hảo, hòa hoãn hơn với những người Kitô giáo đó. Dạ, cảm ơn cha và sư đã chia sẻ về Đức Mẹ Zetun rất là hay, giúp chúng con hiểu biết thêm và càng tăng lòng kính mến tin yêu nơi Mẹ Maria. Giờ đây xin quý vị cùng hợp lời dâng lên mẹ những đóa hoa lòng thương mến qua bài Ngàn Hoa Thiên Dâng Mẹ, một sáng tác rất tâm tình của nhạc sĩ Dấu Trần. Đường đầy sự phúc ân,
sống tràn hoa trong tim mẹ bao la. Chúng con đang hợp hoan dâng lời chúc tụng mẹ thân thiên linh trong thiên đình làm dâng hằng tôn kính, xin mẹ phù du đỡ nâng tháng ngày còn bao tôn tinh dây lời kêu khơi nguyện mẹ ban xuống ân ngàn hoa thơm ngát, con hãy kính dâng mẹ hiền. Này hoa thắm chi nguyên, như tâm hồn từng người con dâng tiên. Xin mẹ thương trông thêm con tới khắp nơi gian trần, đường đầy dư phúc ân, sông tràn hoa trong tình mẹ bao la. Ngàn hoa thơm ngát, con hãy kính dâng mẹ hiền. Này hoa thắm chi nguyên, như tâm hồn từng người con dâng tiên. Xin mẹ thương trông đến con cái khắp nơi gian trần, đường đầy dư phúc ân, sông tràn hoa trong tình mẹ bao la. Đầy dư phúc ân, sông tràn hoa trong tình mẹ bao la. Cùng với bài hát Ngàn Hoa Thiêng Dâng Mẹ, chương trình Lời Ca Nguyện Cầu xin được khép lại nơi đây. Xin kính chúc quý vị khán thính giả tháng năm tràn đầy hồng ân và tình thương của mẹ. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.